Là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều cũng có như không. Ốm rên rỉ à chị, Trời ơi, có ta thể hát hát bài hay nào yêu đời vậy? nữa không buổi sáng? Tên bài hay mà cứng, sao vậy? Bài này là bài vui của chị đó. Ồ, chị đi trễ vậy? Mặc đồ mấy bữa nay thấy cô đẹp dữ hả? Cấp đôi. Rồi sáng ra nhắn tin bà chủ không thèm trả lời luôn, bà đuổi hay sao, đang không có chơi, mất công đi kiếm job khác. Mà nhắn cho chị kiểu đó chị cũng thôi ở nhà luôn đi cưng thổi. Ồ, nói nghe nè, hai Ừ. đứa mình là thợ nhau hay là chị là À, thì chị cũng chị chủ không á? thì chị cũng có bệnh nghề nghiệp với cưng, ngày xưa chị cũng từng là chủ nên chị hiểu, chị Ừ, lắm á chị, bệnh bệnh nghề nặng. nghiệp dữ lắm mà. À, nè nè, chị khen đẹp đúng không, dạo này yêu đời nên là mặc đồ đẹp hơn chứ không lẽ giờ chị muốn em xấu nhưng hân chị mới chịu. Trời, ta nói thợ nail đi làm nail phải đẹp chứ, phải thợ Nói hồ xấu đâu đi nó, làm gì mà mặc đồ. Ủa, nó vô chưa? chị nghĩ chắc nó vô rồi đó, nhiều À, người lắm á. nhỏ lại nhỏ lại. nhỏ nhỏ Ok, lại chút nhỏ nhỏ lại chị nghĩ làm sao nó đi làm nail. Hồi xưa là lúc em có bầu ừ là em đã xấu, không có dám trang điểm, sợ làm xấu con ba mẹ nói vậy đó, cho nên là đi làm, ta nói sáng ra đi làm xong chiều về có một lần em nhìn em trong gương tưởng đâu mai chết chôi, Thế ghê vậy đó hả? nó xanh lè xanh lét chị ơi, mà không có trang điểm chưa, nhìn kỳ cục quá. Rồi Mà sao em giờ cũng thay mặc đồ đổi theo cái dữ kiểu con Hân vậy đó, mang dép lào, mặc quần thể thao nè, rồi áo thun ba vậy? lỗ cho nó gọn nó dễ chạy, nhưng bắt đầu nhìn giống mai chết chôi quá, sợ bị chồng bỏ. Vậy hả? Thấy giờ ra đường chị không đọc tin tức hả, em gái nương tựa rồi tùm lum Em chân, mà trong khi đi làm về nó gái nhìn mình mưa giống mai chết chôi, mất công nó bỏ mình. Cho hả? nên là Cái đó em cũng đúng ráng à, làm đẹp lên. cái đó đúng, cái đó đúng. Chị công nhận Nhưng hay biết tại hay sao em ngộ ra được cái điều đó không? sao? Hồi bữa em đi xin làm ở tiệm đằng kia kìa, thì thấy chị chủ tiệm đó, bà mặc đồ đẹp lắm. Trời ơi, bà đi làm, bà mặc đồ, bà trang điểm. Thì mình thấy, ủa tại sao ta đẹp vậy mà mình cũng làm nail, ta cũng làm nail. Mà ta đẹp quá trời, mình không đẹp, mình xấu, thấy kỳ quá. Trong khi hồi xưa lúc chưa lấy chồng em đẹp dữ lắm nha chê. Trời chết Bây giờ cha. là bớt đẹp rồi chứ hồi xưa đẹp lắm. Vậy hả? Tự tin vậy luôn đó hả? Biết Chu mà, biết cha. mà, mình phải tự tin vậy chứ. Rồi rồi. Mà nó nghe nè, hồi giờ bỏ qua cái vụ đẹp đi, tao nói hoài nó cũng không hết Trời thấy ghê vậy đó hả? Em biết mấy giờ rồi không? Em có đồng hồ, em coi em chỉ cái đồng hồ. 10 Giờ giờ này vô. rưỡi Trời đất ơi, ta mở 9 giờ 10 giờ rưỡi vô, bây giờ còn đứng đây nói gì nữa? chứ ai Đi biết đâu em dọn nhắn dẹp cái bà này chủ. kia làm chút xíu Ôi, đi. dọn gì nữa trời, chị bộ bà chủ có trả tiền thêm để dọn dẹp hay sao mà giờ nào cũng thấy một hai dọn, ba là cắt giải quát, bốn là gì rét còn cắt phôi cắt đồ tùm lum, có ai trả tiền thêm không? Không có trả tiền thêm, nhưng mà cái này làm cho mình. Em không làm á, còn ai như em quát gì hả? Chị thấy không có tốn miếng giấy quát sao hay vậy? Bộ xài miếng 2-3 lần hay gì? Trời ơi, Làm biếng không? không phải làm Làm biếng, tại vì em sao? quát nhanh lắm, tới quát là em kiếm tiền dữ lắm chê, chưa tới 5 phút là xài ra. Thấy Em ghê vậy đó xài có hả? hai cái miếng quát thôi, miếng chơi miếng gì là xong rồi, cho nên Đâu là vậy hả? chị cắt chi nhiều. Cắt nhiều chứ, tại mấy kia đứa kia nó cũng xài hao thì ok em xài ít vậy, chị cảm ơn chị chỉ ít cắt. Nhưng mà mấy đứa kia bù vô cũng vậy thôi. Biết sai không cắt nữa không, tại Sao? nói chung là em thấy chị cắt hoài nên em nhường chị cắt, chứ em chị cắt nữa rồi đóng rồi ai đâu xài. Trời thấy ghê không? Em làm giùm cho chị đây nè, nguyên cuộn nè, chị cắt 3 cuộn quát long lách luôn. Vậy em phải vô. Cắt cho mệt quá, cắt giải quát mà làm chuyện lớn. Nhưng mà nói nghe, trước Rồi khi sao cắt hết, sao? bà chủ vô chưa? Chắc chưa đâu ạ. Chưa thấy tiếng động gì hết. Chờ vậy mà Chị làm, vô sớm nhất là chị mở cửa nè cưng. vậy mà đòi làm chủ em. Thọ em tới Sao? trước, em trước bà chủ chưa vô, bà còn trách em là trách làm sao trời. Trời ơi, không phải ta làm chủ người ta muốn vô trễ hay không, nhưng mà người ta đã set up cái tiệm như vậy rồi thì bây giờ em muốn bả ở đó để em bả ở đó em cũng trách, em Nó nói nghe, một nó ngàn nghe nè, cách. chị thợ dễ dãi quá đó, lý do tại sao bữa nay em đi kiếm chị nè, nó Gì chứ? nhỏ thôi, mắc con mấy đứa kia nó nghe nó nhiều chuyện. Vậy hả? Chắc cũng ít nhiều chuyện hơn cưng một Tôi mệt quá, chút. tôi nhiều chuyện nhưng mà nhiều chuyện có ít bà ơi. Cái ít ghê á, chị thấy không có ít gì hết trơn á. Không phải nhiều chuyện có ít chứ không phải là ít ít, có ít chứ Cũng không phải là ít đó ít. hả? Ừ, nó Chị khác thấy nhau nó ở cũng chỗ ít. đó. Chị nhớ cái tiệm của bà Tám Tàn ở cuối đường không? Trời ơi, cái tên gì ghê vậy? Thì bà tên bà Tám Tàn sao giờ đây không biết. Rồi làm sao?
tiệm bà đang kêu bán nhưng mà bà không có nói cho ai biết hết á. Tại vì con nhỏ bạn của em nó làm trong tiệm, nó mới nói em biết ngày hôm qua. Ồ thì ra là vậy thì hả? Thì em để dành được một ít tiền rồi em rủ chê làm không làm chung với em. Thế ghê vậy đó hả? Nghe cái tên đó lấy tiệm bà chứ cũng không có làm ăn dài lâu khấm khá đâu cưng. Tâm tàn mà lấy cái tiệm của bà cũng cho tàn. Chị nói em mới để ý á nha. Bởi vì hồi xưa lúc mà mới qua Mỹ á, em cũng tin tưởng cái vụ đó lắm. Tại ba nói á, cái tên á là người ta kêu cái đầu tiên cho nên phong thủy là vô là cái tên. Chị đâu để ý tên em hả? Đẹp lắm. Không, chị kêu bé không à. Money hả? Trời ơi, giới thiệu với khách hoài Money mà không để ý. Hèn chi em bữa, chị thấy em kêu Money, chị tưởng đâu kêu nó trả tiền Money. Chị nói, ồ có con này sao bất lịch sự vậy? Tự nhiên đứng lên, Money. Đâu tên em Money thì em nói với khách á là oh you cannot live without me baby. Really? Your life cannot live without me. Em tự tin nói vậy đó, khách nó khoái câu đó lắm, còn câu làm hoài. Ừ, sao vậy ta? Sao we live without me vậy? Trời bà sống không có tiền mà sống nổi hả trời. Mới sáng sớm vừa gặp bà này tôi muốn lên tăng xong luôn á. Vậy đó hả? Chị thấy em chị cũng tăng xong nãy giờ đó. Mệt ghê á, chị thấy em được cái vậy nè. Cái mỏ của em á thì cũng được cũng hổn hổn. Cái tâm của em á thì chị thấy nó cũng hơi lầy lầy. Ô trời ơi, tôi mệt quá. Mấy người mà như em á, cái miệng nó nói thôi chứ tốt lắm. Không, nhưng mà cái tâm nó rất là hay ghim. Ừ, tại vì ghim nãy giờ chị thấy kể này kia đồ ghim dữ lắm đó. Hồi nãy giờ làm ghim chị dữ lắm rồi đó. Mệt bà quá. Mà em ngủ thiệt nha chị. Tại biết làm sao, em thấy em biết chị làm nail bao lâu rồi, nhưng mà giờ đi em đi làm thợ mấy năm nay cũng để dành được mớ tiền mà làm chủ sướng quá, giống như bà chủ mình đúng không, muốn tới giờ nào tới. Đâu bả chấp bả dễ nhưng mà bả giờ cũng chưa tới. Muốn khách tới thì khách ngon hết mới rồi bà khách vô bà chào ở đầu đường nhà bán chữ mấy bả vô đâu có hẹn đâu cũng nói là khách ngon nữa, khách dở mới đưa qua tới mình. Đồ đó bà xài toàn là đồ hiệu không à. Em hả, có 1-2 mà đồ rẻ tiền, đâu dám mua đồ mắc tiền đâu. Cái vỏ này của em chị thấy cũng sắp đó. Mới mua hồi tuần rồi thôi bác ơi, được có sao. Nè, chưa còn nữa. Làm với mình á, cái gì cũng thay vì nói ồ Ngân ơi làm tay cho chị, làm khách giùm chị đi. Không, đứng chỉ tay 5 ngón vậy nè chê. Rồi chưa nữa, em kể cho nghe. Cuối năm á, làm thấy tiệm người ta dẫn thợ đi ăn uống gì đồ, dẫn em đi ăn gì đâu. Thôi dịp hôm nay mà còn nhiều thứ nữa muốn nghe kể nữa không? Em cũng bực nhiều lâu. Thôi, lâu lắm rồi. Bây giờ chị nói bữa nay có một bữa là em muốn em cũng đang bị bí ở trong lòng lắm á. Tại cái tâm của em á thấy là em nhỏ nhặt quá, em để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt không mà. Chị nghĩ làm sao vậy? Chị đã từng là chủ, chị hiểu, chị là từ làm thợ giống em lên làm chủ. Cho nên á cơ nói vậy, không có sướng gì đâu em. Sướng quá cho nên chị mới ở đây làm thợ chung với em nè. Nói thì sao rồi trời, em thấy làm chủ neo sướng gần chết. Nè, thợ làm đúng không? Chủ đâu bao giờ chị thấy làm đâu. Mà ngồi đó hưởng 40% chia của mình. Mình làm gần chết, mình 60% thôi. Người ta ngồi không được 40% chị còn đổi gì nữa. 40% là cũng nhiều rồi đó. Cao lương cho em, thấy không? Cho nên em nói đi, em cũng phải nghĩ lại. Trời ơi, đừng có ác mồm mắt miệng quá, em thấy không? Trời nè, bây giờ chưa khoan hả, nói tới cái vụ mà bao lương. Thì đương nhiên là đi làm là bao lương chứ em, lúc mà em gọi vô phỏng vấn là đã bao lương rồi. Hồi mới tuần rồi, hồi nãy em kể chị đó, em nói là bà khách, bà vô mà bà khách đó không có hẹn nha, không có điện vô tiệm hẹn. Như là xíu nhưng người ta mới mở tiệm, người ta nhiều khi là những cái người khách lâu năm ở chưa bà làm cho bà khách lần nào đúng không? Chưa. Sao chưa, ta biết tay nghề đã. Em lên em say hi, em chào hỏi chút xíu, đừng có chảnh quá. Dù như em nói bà khách, em nói Susan hay gì
mới, nhưng mà lần sau nó vô thử tay nghề của tao, em phải mở miệng ra, em phải mời chào chứ ngồi đó rồi. Thôi chị đâu? Chủ phải giới thiệu qua cho em chứ, mắc gì tự nhiên em lên cái bà chủ bà nói em giật khách của bà nữa. Thì đó, bởi vậy chị mới thấy, thấy không, nếu như mà bây giờ đối với em đặt vị trí của em vô trong cái chủ thì sao, cái vị trí của bà khách hẹn rồi ta tới vậy, ta mới nói ok làm for you đúng không, cái gì nãy giờ chị nói rồi đó, nếu như mà khách đó mà người ta đòi người khác chị biết. Hiểu không? Hiểu rồi, hiểu còn rồi. Gì nữa nói đi, đi từng bước đi rồi chị giải thích cho cặn kẽ cho em, giải tỏa nỗi lòng thì cho em đi. Trời, chủ yếu của em là em cũng không có phải muốn nói xấu ai đâu, muốn nói xấu bà chủ, muốn nói xấu ai đâu. Rồi, nhưng mà hả? Tại em muốn rủ chị mở tiệm chung với em thôi. Bác tao xài toàn đồ hiệu không mà, hầu như là tuần sắt cái giỏ khác nhau. Mình đi tận chết, đâu có tiền mua giỏ tha gịch. Target ha, chị không có tin nổi cưng đâu, target gì mà target. Trời. Bây giờ em bắt đầu em làm, em có tiền mua giỏ, tức là em cũng make money chứ đâu phải. Người ta làm chủ tiệm, người ta đã làm lâu năm rồi, nhiều khi người ta cũng tích góp tiền lâu năm chứ đâu phải là tại vì em làm. Nếu mà em muốn làm thêm, có tiền thêm thì em phải tự khách lên đi chứ. Không, bây giờ khách người ta vô muốn hơn là em phải bill khách hơn. Vậy thôi, lại muốn có tầm giỏ nữa thì em bill khách. Bà nội bà chứ bà cứ ngồi không đâu, chị thấy bà vô bà làm, bà vô bà làm, bà có làm gì đâu. Trời, bà có làm gì, chị đứng nói chuyện với em. Cái vụ mà chị nói bà làm với lại bà không có làm em cũng bực nữa. Bữa em ngồi trên ghế không thì khách đi vô, thì thay vì bà phải đi xuống ghế em, bà nói ừ Ngân ơi em lên em làm giùm chị cái bà khách đó, thì em đi lên em làm, đứng ở trên nó chỉ xuống Ngân gì đâu. Thì chị thấy, chị nghe cái giọng của bả mà bả kêu ai cũng vậy mà, tại sao em vậy nhạy cảm với chị Ngân, người ta chia thên mà cũng la, không mấy giờ em ngồi dưới đó người ta khỏi kêu em khỏi làm được không, chia thên mà cũng cầm len á, thiệt tôi khổ ghê. Bả kêu chị cũng vậy à, tại vì có một mình bả trên đó, bả receptionist, bây giờ đi lên đi xuống dụ khách vô ai tiếp khách, thấy không. Ủa mà làm gì chị binh bả ngồi dưới vậy chứ? Không. Em tưởng đâu là thợ với thợ nhau chị binh em, chứ em nói hồi cái chị binh chủ không à. Không, chị nói rồi, hồi nãy chị nói rồi, chị đã từng làm chủ cho nên chị tâm lý dữ lắm. Mấy cái này là đã trải qua hết rồi em ơi. Rồi, em cho chị cái thắc mắc, cái khúc mắc của em kế tiếp đi thì khúc chị mắc sẽ gì dẫn. Đến coi appointment bữa nay em có hẹn gì hay không, cuốn cuốn appointment bút đẹp quá trời, mình vô trong trống trơn không có cái hẹn nữa trời. Cái tiệm làm ăn gì kỳ cục vậy trời. Trời ơi, có thợ như em chị nghĩ là chắc cũng cái cuốn bút này nó giống dài dài đó. Bà này bà nói quá, chị nói với em hết biết đường nói chuyện với chị luôn, chắc không rủ chị mở trời tiệm đâu. Ơi, em mở tiệm chung chắc gây lộn hoài. Không, chị cũng không dám mở tiệm với cưng đâu cưng ơi. Trời, thợ như cưng vậy làm bữa trước bữa sau bán tiệm, em đi trễ vậy nữa rồi sao làm. Mấy cái này chị nói thiệt á, nghiệp coi như là cái miệng cũng nghiệp vậy lắm. Đi kiếm thầy thích bắp quà đi, biết thầy đó không? Biết, thầy em nghe thầy hoài gì. Chị... Tại vì giải nghiệp cho em xong là coi như là ổng xây cái tháp phù đồ với lại coi như là thôi bỏ qua đi bà, bà vô giờ em hiểu cảm giác của chị rồi đúng không, em vô là em nói vậy nãy giờ chị cũng bực bội dữ lắm đó. Chết luôn chị. Chị cuối tuần đi ăn, đi ăn tiệm này em cũng cảm thấy em hơi tủi thân. Xấu ai đâu này kia không, được. Không, em không có nói xấu nhưng mà giống như là bị ấm ức trong lòng nhiều quá cho nên là có chê là em tin tưởng chị lắm, em mới nói chị đừng có kể lại với chị chủ. Chị hứa chị không có kể ai hết ngoài nguyên cái thế giới này. Tối nay chị về chị post trên Facebook. Trời ơi, biết sao em nó làm tiệm ở dưới kia kìa. Thì nó làm tiệm nó cũng 2 năm rồi. Em cũng đang định coi nếu mà bà này mà bà không có bao lương em nữa là em đi qua tiệm đó em làm á. Chứ ghê vậy đó hả? Trời ơi, là người ta cũng bao lương mà em. Thì bao lương em kia là chủ dẫn họ đi ăn. Còn tiệm này em làm một năm nay từ dịch tới giờ làm thấy mắc dịch luôn á. Mắc dịch đâu có cho quà cáp ăn ly cà phê Starbucks chưa đãi nữa. Chủ gì mà chùm sò ta nói chưa thấy. Hồi xưa giờ em đi làm ăn không ta... sao em không lên đó, em lên đầu bà chủ em ngồi trên đó đi, đâu phải ai làm chủ tiệm cũng phải dắt em đi mua đi ăn đâu cưng. Chứ em biết dịch mới vô đây bây giờ bà hả
thấy bà bơi bà trả tiền bill này kia rồi gần chết luôn. Nói chung á là mình làm mà mình có ăn thôi chứ tại sao mình mong muốn người ta phải dắt mình đi ăn uống trà sữa này kia rồi. Cái đó không phải là cái job trời của người ta. Trời phải biết ơn em chứ, appreciate em mà. Em đi làm tiệm của chị. Trời ơi, em đi làm em sáu thứ bảy rồi đó. Rồi em kêu người ta nghỉ thứ sáu thứ bảy. Nghỉ sáu thứ bảy ngay cái ngày bị nói cái vụ này, nói cái vụ này mới nhớ nè. Nói cái vụ này em mới bực hồi tuần rồi em gây lộn với bà. Em muốn xin nghỉ việc làm luôn. Tuần này em vô em nói chuyện mà không được là em xin em nghỉ qua tiệm bên kia làm. Cái ghê vậy đó hả? Biết làm sao không? Cần quá. Bây giờ em hỏi chơi, em hỏi luôn mấy anh chị là em bữa nay em bực bả, em bực bả một tuần rồi, giờ này em nghĩ nếu mà em không biết cái này nó hơi kỳ kỳ nhưng mà thôi bà không có tập trung gì hết trơn á, tôi kể chuyện mà không tập trung gì hết trơn á. Bà chủ mà em vô á là bà nói là bà bao lương em 900 đồng, đúng không? 900 đồng tuần đúng. Thì có nghĩa là em 7-6 thì có nghĩa là một ngày em làm 150 đúng không? Hồi tuần rồi em xin nghỉ 2 ngày tại vì em đi party tiệc sinh nhật bạn em. Thì em đi em nghỉ 2 ngày đi out town nên là nghỉ ok sao cũng được chị, bữa nay em về em phải nói chuyện chị. Lương em làm sao? Trời ơi em ơi, em đúng là coi như là em cũng ngang ngược dữ lắm á. Người ta mới ngang vô gì chê? Chị giải thích cho em mới vô làm người ta. Mới nghỉ thôi. Nhưng mà ngày tuần nào mà ai cũng như em vậy mà đòi 600 vậy ta. Người là em đi làm là phải 600. Là người ta bao luôn thứ hai tới thứ bảy, lúc đầu đã nói với em như vậy rồi, nhưng mà bây giờ em nghĩ thứ sáu thứ bảy thì dĩ nhiên một tuần đó em đã làm hết ít 2 ngày hơn, đúng không ta? Đúng, chị thấy đúng á. Hồi xưa giờ em chưa đi làm tiệm nào mà bị vậy chứ, cho nên em không có biết luôn á. Xưa giờ em làm tiệm đó hồi xưa tiệm chê là tiệm của chị làm là chị chia làm sao? Đó, thì vậy nó dễ tính hơn, cưng hiểu không, mà làm hơn nữa dĩ nhiên cần nó thêm, nhưng mà cái tiệm mỗi tiệm nó khác nhau, không có giống nhau được, em không có hỏi vậy được. Em hiểu. Thế em nhỏ nhặt thiệt. Rồi em không nói no, em không có biết chứ không phải em nói nhặt. Bởi vì ở đây em mới hỏi cho em, mới hỏi mấy anh chị coi là trả cho em vậy có đúng hay không. Chị nghĩ là không đúng, không có bao lương tại... rồi. Vậy rồi em lỡ em nghỉ ngày sao? Tại vì em hay nghỉ ngày thứ bảy đó, em đi chơi với con cái, party bạn bè đồ này kia. Vậy thì nó ngược với cái hợp đồng người ta lúc đầu rồi. Là cũng không được luôn. Không được luôn em ơi, em làm em phải có cái tâm, em phải biết. Trời ơi, ai đời nào mà ký hợp đồng vậy mà đi làm chuyện khác rồi bắt người ta phải bao lương cho mình đúng y vậy, rồi phải chia luôn cái tiền ra luôn vậy. Ta nói làm vậy sao được. Nếu mà làm vậy thì tiền của em, income của em nó ít lắm, nó không có đủ chị ơi. Bây giờ ví dụ, tại vì thứ 3, thứ 5 đâu có nhiêu tiền đâu mà em tưởng đâu bao em ngày 150, còn bao vậy thì không có đủ tiền em. Tại chị biết em không nhiều cho nên... Vậy... Em đi. Chưa có dũa, em chưa có dũa sếp đẹp như người ta. Em thấy tại sao mà chị dũa sếp thẳng băng mà em dũa hoài, cái nó cứ cong hoài. Mà khách á, hồi bữa mới bị khách nó complain, nó không chịu trả tiền. Mà chủ đưa qua, bữa đó chị ốp, bà đưa qua người khác làm rồi trừ tiền của em. Thì chị thấy vậy đúng mà, em làm không đẹp khách complain thì dĩ nhiên phải trừ. Thì rồi hiểu rồi, biết là không đẹp rồi thì bữa nào chị rảnh chị dạy nghề cho em đi. Cho thôi, không có dám dạy nghề chị nữa đâu chị. Nhớ kỳ mấy kỳ trước không? Chị dạy nghề cho em ngồi cái này biết rồi ngồi trên phone cơ mà tao nói thì em coi bận. Like trên Facebook Nail Job em coi mấy cái mà chơi nói em biết hết trơn rồi biết không
rồi kêu chị dạy nữa làm chi. Bữa chị dạy biết nó mà ngồi tại sao em cưng. Làm không được đó, bởi vậy tôi biết nhưng mà tại sao dạy, em làm nó không được. Dạy cưng là cưng phải ngồi đó cưng thực tập. Dạy cưng cưng nói ờ ok em biết rồi biết rồi, ngồi coi trên phone không. Tôi nói coi không dạy nữa, bây giờ bỏ tiền ra đi học, đi học lớp của bên Sono Academy đi, chị thấy tốt hơn á. Ở đó người ta có thời gian, người ta tận tâm, người ta dạy em rồi không? Tốn tiền nữa phải vậy thôi. Vậy em phải đầu tư vô trong cái sự nghiệp của em chứ ở đâu mà ra mà tiền bưng tới cho em được. Cơ trời mà nói tới phút này em cũng hơi giận bà chủ một tí xíu. Tại vì sao không, tiệm của bạn em làm á là chủ tiệm nó dạy nghề cho nhỏ bạn, không bao giờ thấy bà mở lời bà nói ù lại đây chị dạy nghề làm em có 10% vậy mà cũng ít kỹ nhỏ mọn. Trời ơi không có kỹ nhỏ mọn đâu em ơi, chị bản thân của chị đây chắc bà thấy chị dạy em mà em ngồi đó em, tại vì em bỏ tiền ra học chùa đó đại khái vậy, cho nên nó là bà thôi bà rút kinh nghiệm rồi đó. Chị nghĩ là em muốn làm thêm tiền thì em tự bỏ tiền ra đi học, chị cũng học thêm, không mấy chị đi học chung với em cho vui đây nè, chị cũng muốn học nâng cao tay nghề. Cái tiệm làm ví dụ như ngồi như vậy rồi bà chủ bà cũng bận không, ai trong tiệm này cũng bận làm rồi dạy em đâu có được. Chứ chị nghĩ là em cũng nên đi học thêm. Chị đi học không? Chị đi học đó, chị chắc chắn là sẽ đi học. Nói nhỏ. Chị, giờ này em kẹt tiền, chị học chị cho em mượn tiền ứng đóng giùm em đi rồi em về em làm. Chị nghĩ lại coi, chừng nào trả đây ta. Trời ơi, giờ tôi làm post hình học viên là về làm cũng được đồ này kia đó. À, ok. Cho nên cho em mượn 500 chứ nhiêu. Mượn không lấy cái mặt em dạy giật 500 có chê. Ừ. Em đi, có giật thấy... thì cũng khoảng 5.000, 10.000 rồi thấy đó. Vậy đó. Chị thấy cưng cũng cỡ đó, chị lên không đó. Vậy là cho mượn phải không? Cho mượn. Rồi, học hành là chị cho mượn hết đó, chị không có tiếc gì với cưng đâu. Em mà mở lời ra bà chủ cũng sẽ cho em mượn tiền tại em không chịu. Tính em mai đây nay đây mai đó. Nhưng đâu có ai đâu biết em serious hay không. Bây giờ em phải serious, em thay đổi cách sống của em lại đi. Là dĩ nhiên em sẽ make cũng đàng hoàng đây nè, cái sống ở trong tiệm đây nè, chị thấy vô đây nãy giờ á chị cắt chị làm được bận trong nói chuyện ha. Bà ơi bận nói chuyện. Trời em cái tật của em nói chuyện rồi đó, chê vừa nói vừa làm. Trời, em bận nói chuyện rồi là không có làm được đó, bởi vậy chị nói đúng mà không cãi, đứng nãy giờ cãi. Rồi vậy là em mượn tiền của chê hay mượn tiền bà chủ phụ em nha. Chị bà không cho mượn tôi quên cho chắc bà cho phải không? Chắc, chắc. Em mới ở lại đây em làm chứ. Tại vì bà làm chủ em, bởi vì em muốn làm chủ là vậy nó sướng, muốn nói gì nói hả. Ví dụ như bà làm mà có bữa bà vô bà giận chồng con bà nói gì đó là đổ lên đầu em ngồi cũng không biết. Đổ gì lên mặt rồi đó. Nói cái gì đổ lên đầu lên cổ chị cũng muốn, chị cũng muốn lên đầu lên, muốn đổ lên đầu lên cổ em nè. Thôi em mệt chê quá vậy thôi khỏi luôn. Chủ tiệm những cái trách nhiệm như thế nào mà bây giờ đòi ra mở tiệm cái hả? Thử một tháng đầu tiên coi như là chị nghĩ là em xong là em dẹp tiệm luôn á. Làm gì ghê chứ em thấy cũng bạn em cũng
xấu một cái tiếng xấu đồn xa, cái hàng xóm này nó không có tới nó làm nữa rồi sao mình kiếm đầu ăn mà không có khách một cái hả? Không có dễ gì đâu nha Ngân. Nói xấu nó xong tan nát bây giờ rủ nó qua đó làm hả? Em thích em thích không? Qua đó là em còn phải tốn tiền chi tiền cho nó mặc đồ đẹp cho nó đi làm. Em thích làm tiệm bả không? Đâu có làm được. Tao nói bước đâu? Là vậy giờ em mở tiệm không? Tại em thấy làm thứ lúc tuần đầu vô cộng sổ chia 6 bộ. Cái lúc mà người ta mở tiệm ra được 1 năm 2 năm người ta run good rồi mới tiệm ra có thợ đâu có. Làm xong rồi cho tiền tip. Còn như là hãy chủ lương được cho mấy đứa này người ta cũng chằn chọc đủ thứ hết trơn á, supply thiếu nè rồi đủ thứ tiền bạc tiền bill bổng này kia rồi em chỉ trẻ chưa có chồng vậy là em không tới nè em chắc em lấy cái trách nhiệm mấy đứa như em đó ra mở tiệm hết trơn à, rồi còn đâu ai đâu làm. Tao nói làm vậy đi cho nó sướng, học hỏi chút đi em, chừng nào em vững rồi em cảm thấy là ok em thấu hiểu hết tất cả rồi em buông bỏ hết những cái rồi thì em mới đi mở tiệm được có Ngân à. Ừ. À money à money chị cũng để đổi tên thành đô la rồi vậy thôi, vậy là không mua tiệm phải không? Thôi đừng có mua, chị nghĩ vậy đó, đi học thêm đi. Vậy chơi đi đăng ký lớp học đi, em mới chơi đi học. Đăng ký học xong về mà được á là em chơi mua tiệm. Tại vì em thấy cái tiệm đó là gần đây nó ngon mà mình có khách ở đây sẵn nữa. Ừ. Mình lôi xuống dưới đó nó dễ. Thì lúc đó bà tám tàng bà còn ở đó. Mình mua được chứ không, nhiều khi mình đi học về người khác dớt rồi. Không đâu biết được, nhưng mà họ hết tiệm này mình mua tiệm khác không sao hết trơn á Ngân. Chuyện nhỏ. Ok. Tiệm đầy đường hết trơn mà, mình làm ăn thua là mình chịu khó mình làm bỏ tâm vô hay là không. Ừ, vậy thôi để đăng ký đi học cứ đi rồi về tính. Ai, mệt ghê, tự nhiên chưa có đang muốn mua tiệm làm kiếm tiền thêm mà giờ phải đi học tốn tiền nữa. Không, cái này là cái đầu tư tốt cho em. Tốn tiền này là em sẽ lấy lại gấp ngàn, gấp trăm lần, gấp 2, gấp 3 lần cái tiền mà em đóng deposit. Coi như là bỏ ra một tuần mình okay, đi học cho biết, đi học thức. Cho biết. Tại vì em biết được là em ép lắm, nhưng mà em nghe nói là Master Jay Tăng là chuyên cái làm cái vụ mà công công thành thẳng. Ồ chiêu cha ghê vậy. Ủa giải neo hay giải gì em mà ghê vậy? Giải neo chứ giải gì hả? Bà này ghê. Trời ơi, cái gì ghê luôn. Thành thẳng bà vậy? Đó thì bây giờ là anh chị nào mà vũa sếp mà vũa mà công công đó đi vô đó học chung với em. Thấy ghê chưa? Coi như là cái lớp học của General Academy đó phải không? Đúng rồi. Tôi nghe General Academy lâu năm lắm rồi. Có nhiều cái đội ngũ giáo viên, coi như là đội ngũ giáo viên có nhiều người giỏi không đó. Ừ. Vậy chơi đăng ký cho em đi rồi tuần sau đi học. Ê hứa tuần sau có lớp. Đăng ký là phải đi học nghe chưa? Tôi đăng ký ra không đi học hả? Mất deposit tôi là hả? Tôi cào đầu khô bà nghe chưa? Biết rồi, đi học có ở đây 500 anh chị làm chứng là em sẽ đi tới lớp ở nghe nói lớp ở Georgia đó, ngày 16 tới ngày 18 đó. Chơi đăng ký đi rồi em đi học với chơi. Chị bữa chị cũng gọi hỏi rồi, còn có mấy chỗ hả? Tranh thủ chị đăng ký liền. Xong cái này em vô em dọn dẹp giùm chị cái đi, chị gọi điện thoại chị book cho. Ok, mà nó nghe nè. Thôi em giờ em đi vô em giờ phụ dọn dẹp một chút. Rồi. Đừng có nói với bà chủ em muốn mua tiệm nha. Mắc công kỳ lắm. Kỳ lắm. Chị hứa là chị không nói đâu, tối nay chị post Facebook thôi. Tôi mệt bà quá. Rồi thôi bye chị, em rồi. Đi vô một kia một chút rồi, xíu rồi. Để mắc công hồi bà vô bà nói em làm biến nữa mệt lắm. Ok, rồi. Hay da, mấy đứa này thiệt tình.